Cũng là Apple Watch mà cái Apple Watch này nó lạ lắm. Biết tại sao lạ không? Bởi vì đây là Apple Watch Ultra. Không lòng vòng, xin mời các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc Apple Watch Ultra này nghe nhé. Và mình là Lilis, chào mừng các bạn đã đến với Top Zone. Apple Watch Ultra là một sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với những chiếc Apple Watch trước đây. Chiếc đồng hồ có thiết kế hầm hố, lớn hơn và bền bỉ hơn. Vậy thì trong thế giới đồng hồ thông minh dành cho những người dùng thể thao chuyên nghiệp với rất là nhiều sản phẩm khác nhau và đặc biệt là ông lớn Garmin, thì Apple Watch Ultra liệu có đủ hấp dẫn hay không? Chiếc đồng hồ thông minh này không chỉ có màn hình lớn nhất ở thị trường mà cũng rất là nặng nữa. Cụ thể là Apple Watch Ultra có trọng lượng khoảng 61,3 gram. Theo đó thì chiếc smartwatch này nặng hơn 51,5 gram so với Apple Watch Series 8. Đối với mình thì trọng lượng như vậy khá là khủng trên thị trường hiện nay, bởi vì là hiếm có một chiếc smartwatch nào mà có cân nặng đến như vậy. Cho nên là bạn nào mà kiểu tay yếu chân mềm như mình thì có lẽ là đeo lâu thì sẽ hơi mỏi nhá. Phiên bản Apple Watch Ultra mà mình đang đeo là dùng dây Alpine Loop, không có tính co giãn. Những đường ống nối có thể điều chỉnh nhanh gọn cho phù hợp với cổ tay của người dùng. Và bên cạnh đó thì mình cũng đề xuất mọi người là sử dụng bản dây Trail Loop. Đây là bản có kiểu cổ điển hơn so với việc kéo để khít với cổ tay. Theo trải nghiệm cá nhân của mình đối với chiếc Apple Watch Ultra thì mỗi bản dây sẽ mang lại một cái cảm giác khác nhau tùy vào nhu cầu của mỗi người dùng. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể sử dụng cái loại dây truyền thống cho chiếc smartwatch này. Apple Watch đã trang bị trên Apple Watch Ultra một bộ khung viền bằng Titan cực kỳ bền nhằm bảo vệ núm xoay Digital Crown khỏi những tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó thì phần núm xoay của Apple Watch Ultra cũng lớn hơn khoảng 30% so với Apple Watch Series 8 và những đường nét có vẻ ngoài thô hơn. Phía bên trái của Apple Watch Ultra thì có chứa nút kích hoạt Action Mode, giải loa và còi báo động. Khung Titan này lớn và nhô cao hơn màn hình Sapphire. Phần màn này được thiết kế phẳng thay vì cong như là Apple Watch Series 8 hay là Apple Watch SE. Điều này sẽ mang đến sự mới lạ cho dòng Apple Watch. Tuy vậy thì độ nhận diện vẫn cực kỳ cao. Khi mà nhìn từ trên xuống hay là phần bên cạnh thì mọi người vẫn có thể nhận thấy ngay đây là Apple Watch. Apple Watch Ultra đi kèm với một mặt đồng hồ độc quyền được gọi là Wayfinder. Nó có chỗ cho tối đa là 8 widgets. Vì vậy mà bạn có thể tùy chỉnh nhiều giao diện trên màn hình cho bất kỳ hoạt động nào mà bạn chọn. Ngoài ra thì Wayfinder cũng bao gồm một la bàn cho biết điểm phía bắc khi mà bạn xoay cổ tay của mình và bạn cũng có thể xem dữ liệu độ cao. Có một chế độ ban đêm chuyển tất cả các yếu tố thành màu đỏ và được kích hoạt bằng cách xoay, nhưng mà nó chỉ khả dụng với mặt đồng hồ Wayfinder. Apple Watch Ultra cũng hỗ trợ tất cả các mặt đồng hồ thông thường mà các bạn đã sử dụng và những mặt mới trong watchOS 9 bao gồm Metropolitan và Astronomy. Ở góc độ sức khỏe thì Apple Watch Ultra cũng giống như là Apple Watch Series 8. Cả hai thiết bị đều sử dụng hai cảm biến tích hợp để đọc nhiệt độ trên da cứ mỗi 5 giây qua đêm. Và đối với giấc ngủ thì độ lệch ở trong nhiệt độ qua đêm sẽ giúp cho các bạn nhận biết được là những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng như thế nào đến việc nghỉ ngơi hàng ngày của các bạn. Và một yếu tố hết sức đặc biệt nữa ở trong phiên bản lần này đó chính là chiếc đồng hồ của chúng ta có thể giúp phát hiện ra tai nạn ô tô, điện tâm đồ và đọc và cảm biến nhiệt độ cực kỳ chuẩn xác. Tất cả các tính năng sức khỏe khác trên Apple Watch Ultra đều giống với Apple Watch Series 8. Apple Watch Ultra có điện tâm đồ, cảnh báo nhịp tim cao và thấp, phát hiện té ngã, SOS khẩn cấp, gọi khẩn cấp quốc tế, phát hiện tai nạn ô tô, cảm biến oxy trong máu, giấc ngủ theo dõi giai đoạn và một cảm biến nhiệt độ mới. Và cuối cùng thì ơn giời, một thay đổi mà tất cả chúng ta đều mong mỏi đó chính là sự ô dề trong thời lượng pin của chiếc smartwatch này. Và theo những trải nghiệm của mình thì trong một ngày sử dụng với những hoạt động như là thể dục buổi sáng, theo dõi giấc ngủ vào ban đêm và qua ngày khác thì mình lại chạy bộ với GPS trong vòng 1 tiếng đồng hồ và thực hiện một vài cuộc gọi ngắn thì đến tối đồng hồ của mình vẫn còn tận 84% pin. Và theo mình thì thời lượng pin của Apple Watch Ultra có thể là sẽ kéo dài hơn là mức 36 tiếng như là Apple đã từng công bố. Và với tính năng sạc nhanh thì đây có thể là chiếc Apple Watch tốt nhất để theo dõi giấc ngủ vào ban đêm. Thêm vào đó thì chế độ nguồn điện thấp cũng đã được tích hợp và dự là sẽ tắt một số tính năng như là Always On Display và chỉ số oxy trong máu. Và nếu như mà tính năng chế độ nguồn điện thấp được bật thì chúng ta còn có thể sử dụng lên đến 50 giờ. Nhưng mà theo mình thì các bạn không cần thiết phải sử dụng tính năng chế độ nguồn điện thấp, mà thay vào đó các bạn hãy bật chế độ này lên khi mà thực sự cần thiết để kéo dài thời lượng của pin nhé. Như vậy là mình vừa mới điểm qua một vài thông tin bổ ích về chiếc đồng hồ này cho các bạn. Vậy thì nó có đáng tiền để sở hữu một chiếc đồng hồ như thế này hay không? Dựa vào
được những đánh giá trên cả về thiết kế lẫn hiệu năng mà Apple Watch Ultra mang lại thì mình nghĩ rằng đây chính là một chiếc đồng hồ tốt nhất dành cho những ai muốn sở hữu một thiết bị chuyên dụng dành cho những điều kiện đặc biệt. Và đây cũng được coi là một chiếc Apple Watch thú vị nhất từ trước đến nay của nhà Apple. Tuy nhiên, nếu như các bạn muốn mua một chiếc Apple Watch để phục vụ cho hoạt động thường ngày hoặc là tập luyện đơn giản trong phòng tập thôi thì mình nghĩ là Apple Watch Series 8 sẽ phù hợp và tiết kiệm hơn. Còn nếu các bạn thực sự cần những cái tính năng, công năng ở trên thiết bị này và các bạn là một người nhiều tiền thì mình xin phép không có ý kiến. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ cho kênh YouTube của Top Zone. Đừng quên nhấn subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Đây là Top Zone và mình là Lilith. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau. We'll be right back.